chưa kìa, 10 năm mới ra khỏi tủ mà. Tránh ra cho chị ba coi mấy đứa. Vụ gì? Lâu lắm rồi mới đi gặp trai, phải tuốt tát lại toàn diện chứ sao. Tôi vô mới giặt cái nha. Hả? Trời, bà mỏng tè như vậy mà dám vô mới giặt hả? Tuổi xuân sắp hết rồi, phải lẹ mấy cưng ơi. Đúng rồi. Chạy tới luôn chị ba. Vừa có nước giặt Omo, lại có cả cơm pho, bộ đôi thần thánh. Nhất chị ba luôn. Quá sạch nhờ Omo nè. Xả với cơm pho nè, nước xả thấm sâu vào từng thớ vải, làm da chị ba mềm. Hạt lưu hương lan tỏa thiệt sâu, làm chị ba thơm lâu quá à. Nhờ cơm pho bao bọc, xoay cỡ nào, dáng chị ba vẫn đẹp á nha. Thích thạc. Động đậy một cái là hạt lưu hương lan tỏa, tôi thơm quá, tôi chịu hổng nổi. Dùng cơm pho khi giặt máy, quần áo luôn thơm, mềm, giữ dáng. Em thơm quá baby. Ê cha nội, tay để đâu vậy?